Chào bạn nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2024. Em Thái này, em Thái 65 này. Thái rất tốt độ nha. Em lũa lắm mà các bạn. Đấy. Rất tốc độ đấy, con này giá cũng sinh viên thì các bác nha, giá cũng gọi là sinh viên cho các bác anh em nào thích cái dòng chim Thái này, tốc độ rất nhanh. Nào kết em nó thì liên hệ với em Vững nha. Đấy, em đứng rất sát mà nó vẫn thúc bình thường. Đấy.